Hello, xin chào tất cả các anh em nhà vườn. Thì chúng ta biết rằng hiện tại giá mía dưới quê đang rất là rẻ. Một số bà con nghe nói trồng chanh dễ trồng và thị trường ổn định, nhưng mà không biết cái cách trồng như thế nào. Một số bà con trồng cam sành thì bán giá cũng không được cao lắm. Với lại là cam sành hay cái bệnh là vàng lá gân xanh và lá rinin. Thành ra là cái số lượng vườn cam sành bị đốn rất nhiều, cho nên một số bà con nhà vườn á định chuyển qua trồng chanh không hạt, nhưng mà không biết kỹ thuật có nó khó hay không. Đặc biệt là những nhà vườn mà những bà con mà trồng lúa lâu năm, mà hiện tại giá lúa đang rất là bấp bênh, bà con làm cũng khá khó khăn vất vả, nhưng mà lại không có lợi bao nhiêu. Định là lên clip để trồng chanh, không biết là thiết kế vườn làm sao cho nó hợp lý. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện clip này để coi như là một cái hướng dẫn để bà con có thể tham khảo, để có thể áp dụng cho cái vườn của mình, đặc biệt là bà con ở đồng bằng sông Cửu Long. Các bà con ở miền Đông Nam Bộ thì chắc là sẽ không thể áp dụng được clip này đâu, tại vì ở trên đó thì không không đất đai thì không giống như ở đồng bằng sông Cửu Long, nên là khó có thể áp dụng cái phương pháp này ha. Thì để cho các anh em và bà con có thể dễ theo dõi thì clip này nó sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất là thiết kế vườn lên clip, phần thứ hai là cách trồng và chăm sóc cây con. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn là lên clip đào mô để trồng chanh như thế nào. Thì trước khi chúng ta trồng chanh á, chúng ta cũng phải tìm hiểu cái kích thước của cây chanh không hạt nó như thế nào, để mình có thể mình thiết kế vườn đào mô để cho hợp lý. Thì đây tôi có một cái hình để cho bà con nào mà chưa có biết cái cây chanh không hạt á, thì nhìn vào có thể hình dung được cái đường kính cây nó to như thế nào, nó bự như thế nào, lớn như thế nào ha. Thì trung bình nếu mà một cái cây chanh không hạt nó được cắt tỉa tương đối thì sau 4 năm tới 5 năm trồng, đường kính của cây chanh có thể đạt được 4 tới 5 mét và có thể cao tới 6 mét. Đây là một số cái vườn chanh mà được cắt tỉa tương đối hợp lý, nhưng mà chúng ta cũng thể thấy là cái đường kính của cây chanh cũng khá to, 4 tới 5 mét. Đấy. Thành ra nếu mà chúng ta chọn cái mật độ trồng nó không hợp lý thì sẽ dẫn đến tình trạng là vườn mình các cây chanh nó sẽ đang xen cành với nhau, cây sẽ không nhận được ánh sáng đầy đủ. Đây là một cái vườn mà họ trồng cái khoảng cách chỉ có 3 thước, 3 mét một cây, cây cách cây chỉ có 3 mét thôi, mà chúng ta thấy là cái cây chanh nó đường kính nó tới 5 thước lận. Thành ra là cái vườn này nhìn rất là gập, cây nhận ánh sáng không đầy đủ. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu cây nhận ánh sáng không đầy đủ? Thì chất lượng trái của nó sẽ không được đảm bảo, đặc biệt là trái cái màu nó trắng dữ lắm, rất là trắng, không đảm bảo để bán ra ngoài thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Và một phần nữa là chúng ta thấy là những cái vườn mà cây nó gập như thế này á, những cái nhánh nó ở tầng dưới chắc chắn nó sẽ không nhận được ánh sáng, vì nó bị những cái cành ở trên nó che khuất. Thì sau một thời gian không quang hợp được thì những cái lá lá cây ở dưới nó sẽ bị rụng, cành nó cũng sẽ bị khô đi và chết. Nên chúng ta chọn cái mật độ trồng hợp lý thì sẽ giúp cho cái cây nó đạt năng suất
cao và chất lượng trái nó cũng đạt yêu cầu. À, đây là vườn mà trồng với cái mật độ hợp lý thì cái cây nó nhận được đầy đủ ánh sáng. Khoảng cách giữa hai cây thì ở giữa nó cũng có cái khoảng trống để chúng ta có thể di chuyển để chăm sóc và thu hái nó dễ dàng. Đây, bà con có thể nhìn thấy một số hình ha. Đấy. Đặc biệt đây, cái vườn này là nó trồng hai hàng thì khoảng cách giữa hai hàng cũng là một vấn đề chúng ta cần phải quan tâm, để khi mà chúng ta trồng chanh chúng ta có thể có cái lối đi khi mà thu hái trái hoặc là phun thuốc hoặc là bón phân thì nó sẽ thuận lợi giúp rút ngắn thời gian và công sức của chúng ta sau này. Thành ra cái công tác mà thiết kế vườn, đặc biệt là khoảng cách trồng đối với cây chanh không hạt, thì những bà con nào mà chưa có trồng á thì phải đặc biệt lưu ý. Thì do cái kích thước tán cây của chanh không hạt nó to như thế, thành ra là cái khoảng cách trồng tối thiểu bà con phải áp dụng là phải từ 4 mét trở lên đối với hàng cách hàng, và đối với các cây trong hàng thì phải cách nhau khoảng cũng phải từ 4 mét trở lên nữa thì mới đảm bảo được là cây trồng nó nhận đầy đủ ánh sáng và giúp cho chúng ta thuận lợi trong cái công tác chăm sóc và quản lý vườn sau này. Thế thì tùy theo cái đặc điểm của cái vùng đất của mình, diện tích đất của mình mà chúng ta có thể chọn những cái cách thiết kế mà tôi sẽ giúp cho bà con tham khảo sau đây. Thông thường thì bà con sẽ lên clip bằng cách thuê người đào bằng tay, nhưng bây giờ thì đã có máy cuốc đất Cobe cho nên là thời gian nó sẽ rút ngắn hơn. Tuy nhiên thì cách nào đi chăng nữa thì bà con cũng phải lưu ý là phải giữ lại cái lớp đất mặt để chúng ta sử dụng làm mô đắp bầu trồng sau này. Một điều lưu ý khi bà con thiết kế vườn ở đồng bằng sông Cửu Long là phải có đê bao vững chắc. Đê bao cao ráo tránh ngập và có thể thoát nước được nhanh chóng trong mùa mưa. Thường thì có một cái mương dọc theo đê bao khoảng cách khoảng 2,5 thước để tạo cái đường vận chuyển. Đây, cái mương khoảng 2,5 thước bao quanh vườn gần sát cái đê bao để giúp thoát nước và giúp chúng ta có thể vận chuyển dễ dàng sau này. Và một điều cũng khá quan trọng nữa khi mà lên clip trồng chanh đó là chúng ta phải chú ý tới hướng sáng. Cây chanh không hạt là loại cây chanh hướng sáng nên khi bà con lên clip, bà con cần phải chú ý một điểm nữa, đó là phải biết hướng mặt trời mọc ở đâu trong vườn để chúng ta thiết kế cái chiều dài của clip nó đi theo cái hướng của mặt trời mọc. Chẳng hạn như mặt trời mọc ở hướng đông lặn hướng tây thì chiều dài clip nên theo hướng đông tây, như vậy thì cái ánh sáng trong vườn nó sẽ đảm bảo hơn. À, chẳng hạn như cái clip chanh này, chúng ta thấy là cái hướng này là cái hướng đông và tây, mặt trời nó mọc hướng này và nó lặn hướng này, thành ra là chúng ta sẽ sử dụng cái clip theo chiều là đông tây. À, đây là bờ bao của cái vườn, bờ bao phải cao ráo để có thể tránh ngập nước và có thể thoát nước ra. Trở lại với cái thiết kế clip 4 m, mương 2 m tới 3 m, thì đây là một cái vườn mà họ thiết kế cái clip chỉ có 4 m thôi, là cái mương là 2,5 thước, thì bà con thấy là trồng chỉ được một hàng thôi. Như thế thì nó sẽ thuận tiện sau này với chúng ta, mà tôi sẽ nói ở phần phía sau. Đây là bà con xem ha, đây là vườn clip chỉ có 4 m mà thôi.
trồng chỉ được một hàng thôi nha bà con. Đây là cái sơ đồ minh họa cái clip mà trồng 4 thước. Cái clip 4 thước thì chúng ta trồng chỉ được một hàng thôi. Thì chúng ta để ý á, chú ý là cái cây đầu tiên nó phải cách cái đường mép bờ phải là 2 thước. Thì từ cái cây này chúng ta sẽ bắt đầu tính tới cây tiếp theo trong hàng đó. Thì đảm bảo cái mật độ thưa đầy đủ ánh sáng cho cây thì là phải từ 5 thước. Cây cách cây là phải từ 5 thước. Đối với clip 4 thước á, thì chúng ta trồng cây cách cây là 5 thước. Và chúng ta cần phải chú ý á, là các cây giữa các clip nó phải tạo được một cái hàng thẳng như thế này nha. Để đảm bảo được cái ánh sáng nó sẽ đầy đủ hơn. Chúng ta khi chúng ta đào mô chúng ta cũng phải chú ý quan sát đến những cái mô của các clip bên cạnh để mà có thể tạo một cái hàng đó nó. Khi mà chúng ta đào mô á, chúng ta cũng phải chú ý là cái cây cái clip bên cạnh đó nó phải tạo ra một cái đường thẳng như thế này thì ánh sáng trong vườn nó sẽ đầy đủ hơn. Và cái cây chúng ta trồng ở giữa clip như thế thì khoảng cách giữa hai cái mép bờ này đối với cây là 2 thước. Đấy. Đây là cái vườn thực tế trồng chỉ có 4 thước cây cách cây thôi, và cái clip nó cũng chiều dài là 4 thước, à, chiều chiều ngang là 4 thước. Đối với cái clip 4 thước này á, sẽ có ưu điểm đó là dễ chăm sóc, nhất là về cái vấn đề mà cắt cỏ nè, rải phân, đặc biệt là phun thuốc đó. Khi mà phun thuốc thì bà con có thể đứng ở dưới ghe hoặc là dưới xuồng, bà con phun lên luôn, có thể phun được 2 bên. Sau đó chúng ta quay chúng ta rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái mương tiếp theo, chúng ta phun xịt nửa cây còn lại thì nó sẽ dễ dàng hơn, dễ phun thuốc, dễ rải phân, dễ thu hái luôn. Rồi nếu mà trời mà hạn hán này thì do cái số lượng mà mương ở trong cái vườn nó nhiều, thành ra là có thể trữ nước lại để tưới cho vườn nếu mà gặp tình trạng hạn hán, và gặp tình trạng mà gặp úng thì cũng có thể bơm rút nước ra nhanh hơn những cái vườn khác. Tuy nhiên thì đối với cái clip 4 mét thì nó cũng có một số nhược điểm, đó là chúng ta chỉ trồng được chỉ có một hàng thôi, một hàng trên một clip thôi, trồng 2 hàng thì nó dày dữ lắm. Thứ hai nữa là mương đào hơi nhiều, thành ra là tốn đất. Có thể là cùng một diện tích nhưng mà đối với cái vườn mà chúng ta đào một đào clip 4 mét thì chúng ta trồng số cây nó sẽ ít hơn đối với những vườn mà thiết kế clip 6 thước hoặc là 8 thước. Do cái bề chiều rộng của cái clip nó chỉ có 4 thước, thành ra là có thể thiếu đất cho cây nếu mà cây sinh trưởng quá quá lớn. Thành ra là cũng là một cái vấn đề sau này chúng ta quản lý cái tán tán cây để cây nó không quá cao và cái tàn nó cũng không quá lớn, làm cho cái bộ rễ của cây nó thiếu đất để sinh trưởng. Đó là cái ưu và nhược điểm của cái clip 4 thước này. Bà con có thể tham khảo để sử dụng cái hình thức thiết kế clip 4 thước, mương 2 thước rưỡi 3 thước này cho vườn của mình.